Dồn dập tin nóng hổi liên quan VinFast và kết quả kinh doanh, Vingroup bất ngờ tăng trần, vốn hóa tăng thêm 500 triệu USD. Chỉ sau nửa tiếng, cổ phiếu này đã khớp lệnh gần 5 triệu đơn vị, trong khi khối lượng giao dịch bình quân của 10 phiên trước đó chỉ ở mức 3 triệu đơn vị một phiên. Mở màn phiên giao dịch ngày đầu tuần 31 tháng 7, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup nhanh chóng tăng hết biên độ lên 55.100 đồng với dư mua hàng triệu cổ phiếu ở giá trần. Chỉ sau nửa tiếng, cổ phiếu này đã khớp lệnh gần 5 triệu đơn vị, trong khi khối lượng giao dịch bình quân của 10 phiên trước đó chỉ ở mức 3 triệu đơn vị một phiên. Cổ phiếu của Vingroup đã diễn biến không mấy tích cực trong nửa năm qua. Hồi đầu tháng 4, VIC đã có giá 55.800 đồng và liên tục đi xuống. Với việc tăng trần trong phiên sáng ngày 31 tháng 7, Vingroup tăng thêm hơn 13.700 tỷ đồng giá trị vốn hòa và gần như lấy lại những gì đã đánh mất trong 4 tháng qua. Còn giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 6.700 tỷ đồng. Cú tăng tích cực này đến từ hàng loạt tin tức được Vingroup công bố vào cuối tuần qua. Theo đó, hồ sơ đăng ký theo mẫu F4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Blackbase đã được Ủy ban Chứng khoán Mỹ công bố hiệu lực vào ngày 28 tháng 7 và VinFast dự kiến sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay theo đúng tiến độ đề ra. Trước đó, VinFast đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ. Đây sẽ là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, đồng thời là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang cho đến thời điểm hiện tại. Vào Chủ nhật, Vingroup công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023, ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận và thu nhập tài chính đạt 102.530 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhome Ocean Park 2 trong kỳ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng. Cũng trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 849 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng, Vinpearl Golf Hải Phòng. Theo đó, Vingroup được đồng ý tăng gấp 3 lần vốn đầu tư vào dự án đảo Vũ Yên, Hải Phòng lên 2,4 tỷ USD. Từ cà phê ép, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.